Rồi ok, xong rồi nghe anh em. Đó, máy hồi sáng á, là đem lại á, là kêu ốc cục nổi luôn nghe anh em. Nó như cái máy chà vậy đó anh em. Biết sao không? Tại cọ quá trời lỏng. Đó chứ bạc mình mà lên nhớt cái vậy á, thì nó đâu có mà kêu vậy. Rồi nhiều anh em á, mình thay cái này nhiều anh em hỏi mình á, tại sao mà không thay bạc bê tông mà đi thay cái lồng nè. Trái bê tông bị xước liền nha. Đó, trái bê tông đây cô em. Đây. Anh em nhìn trái bê tông nè. Trái bê tông nè, thấy không? Anh em thấy xước không? Xước vậy mà nếu mình thay bạc bê tông vô thì sao, cái nòng nó vẫn còn lên nhớt nha anh em. Bởi vì mà mình tư vấn là khách thay nòng bạc bê tông là đúng luôn nha anh em, anh chủ xe kêu thay là đúng luôn á đó. Đó chứ giờ thay bạc bê tông cũng được vậy, nhưng mà nó sẽ xì khói nha anh em, tại chứ bê tông nó xước rồi. Máy ấm như chó thở luôn đó, chạy quạt gió cho nó một tí xíu, khoảng nửa tiếng nha anh em. Mấy cái này là gu đai nhanh lắm chứ không phải như mấy cái lồng bình thường của mình. Rồi, kính chào quý vị và các bạn thân mến nha. Hôm nay lại tiếp tục làm clip nữa anh em ơi. Hôm nay là có nhận chiếc xe S150 MX King nha anh em. Đó, 29 à. Không? Xe này hiện tại là bô xăng lửa nghe anh em. Đó, bô xăng lửa chưa gớt nắp, nhưng mà lại đây là mình gớt nắp luôn nghe anh em. Mình không còn gớt nắp nữa, mình gớt full đầu lòng luôn. Thấy ghê không? Đây, không xăng SMG nè. Đó, thấy lọc gió trụ không? Đó, anh em thấy không? Ghê không? Đó. Rồi qua đây. Đây lửa nè, Uma. Uma nè anh em, Uma Racing nha. Xe thì chạy cũng dữ lắm à. Đó, ngoài đầu lòng yên nha anh em. Bữa nay mới gớt nha anh em. Thì mình kiểm tra sức bắp đồ rồi, đổ hơi rồi, hiện hồi sẽ sấy sức bắp lại nha anh em. Thì xe tại vì cố tình để cho bê tông đi quay clip đồ chơi cho chủ xe đồ xem chơi. Đây xe ra khói mịt trời luôn nghe anh em. Đó, ghê không? Đó, ra khói mịt trời luôn nè. Anh em nhìn trái bê tông là cũng biết rồi, nó ướt nhem gì đây. Rồi để trái bê tông đó để quay clip cho anh em xem chơi. Rồi hiện tại là chủ xe này có điều kiện nha anh em. Có điều kiện là gã cái lồng ra chủ xe kêu thay lồng bạc bê tông luôn nghe anh em. Đó, chứ không có đóng sấy nha. Đó, ví dụ như là những cái này anh em nào mà tài chính mình hạn hẹp á, thì có thể đóng sấy nha anh em, nhưng mà xài nó không có ok không. Đó, có vốn á, thì anh em á, là thay luôn rồi, ok nhất. Thì chủ xe này cũng có vốn đó, là kêu mình thay cái lồng luôn nghe anh em, thay lồng bạc bê tông chính hãng mới luôn nha. Đó, nãy mình có điện mấy chị Yamaha ở Cần Thơ của mình soạn sẵn đồ rồi. Đó, đi lên là lấy về thôi, cộng gon bọng này kia rồi lòng bạc bê tông ác đồ lên là lấy về thôi. Đó, rồi nhiều anh em hỏi mình á, tại sao xe nó không ra khói mà nó cũng hao nhớt. Thì anh em á thấy vậy chứ, là bạc ở trong nó ship, nó ship hết trơn rồi, nhưng mà tại vì á là nó chưa có mà ship dữ nên là gây ra tình trạng là kích nhớt nha anh em. Kích nhất có nghĩa là trái bê tông nó lên nhiều và bị lửa đốt hết nhiều à, nên là nó chưa có ra bô nhưng mà nó vẫn hao nhớt nghe anh em. Đó, rồi có nhiều anh em thì cũng hỏi mình bây giờ là bao lâu mới thay bạc bê tông. Đó, thì anh em cứ chạy hoài chừng nào ra khối này kia thì anh em làm thôi. Đó, đâu có vấn đề gì đâu, chứ bây giờ nó không ra khói, nó không hao nhớt rồi mình làm gì, đúng không? Chừng nào mà anh em thấy nó ra khói đít bô đó, mà mình lên ga lớn á mà nó ra khói đều hết trơn đó, màu xanh là do là cái bạc bê tông của anh em bị xếp bạc nha. Đó, khói màu xanh thì cũng có khói của xăng, nhưng mà nếu mà nó hôi mùi xăng nhiều quá thì anh em nhìn là anh em biết liền à. Đó, còn nếu mà nó ra nặng quá, nói chung á là lỏng bạc nặng quá thì nó sẽ ra ở đằng sau cái đít bô đó, là ướt đít bô luôn nghe anh em, mà tới đó là hao nhớt dữ lắm luôn rồi đó. Nếu mà ướt đít bô là hao nhớt rồi đó, anh em phải làm liền, mình đừng có để. Anh em mà để rồi cái bắt đầu quên hoặc anh em đi đường xa này kia rồi là dính liền nghe anh em. Tại vì nó đã ra cái đít bô mà nó ướt nhem nhớt, nó ra tới đó mà nó ướt nhem rồi thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là bạc bê tông mình nó tới dữ lắm luôn rồi, nó ship, nó nói chung là anh em vừa chạy xe yếu nữa nè, tại vì nó ship bạc rồi, yếu nè, hao nhớt nè, chạy đường xa này kia hoặc là quên anh em cứ nghĩ là không có sao. Rồi bắt đầu lửa nhớt nó lên cái bồn đốt á, rồi bắt đầu lửa nó đốt thì anh em thấy ra khói mịt trời rồi.
đốt là hết nhớt liền, đi đường xa là dính liền, dính một cái anh em làm full cục máy luôn chứ giỡn. Nhiều khi nó dính là nó cứng mà tay dên này kia chân gã ga làm dên này kia, xe Trung Quốc còn đỡ nha, xe Trung Quốc nói chung cũng không đỡ đâu, cũng tốn tiền nhiều lắm, nhưng mà xe chính hãng á, ví dụ như những cái dòng xe này mà anh em cố gắng anh em chạy hoài đó là quên quên một cái là anh em tốn tiền ốc cục nổi luôn nha anh em. Đó cái lồng nó không, lồng bạc bê tông gòn này kia nè, với anh em tóc này kia ra là cũng 2 triệu mấy rồi nghe anh em. Đó nước mát này kia nè chứ không có ít nha, lồng bạc bê tông gòn này kia đó chính hãng đó, rồi pocket này kia nè anh em, pocket rồi gã ra là phải thay thôi chứ đâu có để vậy được. Đó, pocket này là zin nè, anh em phải thay, nếu mà không thay rồi nhớt cái lồng này kia nữa là bắt buộc phải thay. 4 cái pocket này cũng bộn tiền đó, như xe quay ghi bình thường hai quanh này kia thì khi nào gã ra thì anh em cứ thay pocket là ok nhất, tại vì khi mà gã ra rồi xe mình cũng chạy lâu rồi đúng không, cứ thay pocket nha anh em, đừng có bỏ sót cái pocket, anh em mà bỏ sót pocket rồi á là gáp vô cái chừng có khối này kia nữa đó, chứ không phải vẫn chơi đâu. Đó, quay clip này cho chủ xe này kia xem nha anh em, xe này làm phuộc nè, thay phuộc sau rồi nè đó, để hồi có bánh đồ cái rửa ở đây vệ sinh kim phun này kia ha anh em. Đó, thì vậy thử rồi, kim phun này kia. Còn xe này á, thì xuống zin thành công rồi. Rồi ok, quay clip cho anh em xem chơi này kia ha. Và anh em vấn đề xe anh em liên hệ trong fanpage với phần mô tả video này. Hoặc từ đầu clip á, mình có để địa chỉ thì anh em nhắn địa chỉ Google Maps ra số điện thoại địa chỉ đi tới nơi luôn nha anh em. Rồi ok.